Xin chào tất cả các bạn, hôm nay đội thờ Đức Hiệp giới thiệu với tất cả các quý vị quy trình sơn ta bạc hiệu của làng nghề truyền thống Sơn Đồng. Thì làng nghề Sơn Đồng nổi tiếng là một cái làng nghề có truyền thống về nghề sơn, các đồ thờ sơn son thép vàng, thép bạc của Hoàn Kim cũng như là sơn son thép vàng thật. Thì hôm nay là đội thờ Đức Hiệp sẽ giới thiệu với quý vị các cái quy trình về để mà làm một cái sơn mà theo đúng lối truyền thống cổ của các cụ ngày xưa. Thì đầu tiên ấy, khi mà chúng ta có một cụ tượng mà mình muốn sơn thì là tượng gỗ, đúng không ạ? Tượng gỗ mà mình được bằng gỗ mít đấy, thì đây là được bằng gỗ mít. Khi mà mình mà làm sơn thì lúc bắt đầu tiên là gỗ sẽ có các cái bề mặt là nó sẽ chưa được nhẵn thì chúng ta sẽ phải làm nhẵn, tức là mình sẽ làm vóc ấy, mình sẽ phải làm nhẵn các bề mặt của bức tượng mà mình cần làm. Thế thì để mà mình mà muốn làm được vóc thì mình sẽ phải sử dụng là sơn. Mình sẽ sử dụng sơn là sẽ là dùng sơn sống là sẽ được lấy từ một cái cây sơn ở trên đất của Phú Thọ. Khi mà mình về thì mình sẽ kết hợp với cả cái đất khó mà mình đã được làm nhuyễn ra rồi, và mình cho hòa lẫn vào với nhau để nó sẽ tạo ra một cái lớp sơn mà vừa là có đất khó vừa là có sơn sống hòa quyện với nhau để tạo thành một cái lớp đặc dính. Đấy, và mình sẽ lót lên trên cái bề mặt của bức tượng mà mình cần làm. Thì khi mà mình mà lót lên trên một cái bức tượng ấy thì là các cái vóc này lưu ý là nó sẽ là lồi lõm, nó sẽ có những cái vị trí nó bị khuyết hoặc là nó sẽ chưa đây nhá. Là cái bức tượng này là lót rồi đúng không? Đúng rồi, chưa. Bức tượng này đây là đang là gỗ mộc nguyên. Thì đây là mình mới là mình ráp rồi đúng không? Là mình đang là trong làm quá trình làm ráp để mình làm nhẵn, nhưng mà nhẵn nó chỉ là ở một mức độ thôi. Vâng. Thì vào bây giờ ấy, là khi đó mình sẽ phải cần làm vóc tuyệt đối thì mình sẽ sử dụng cái sơn là sơn sống cộng với cả cái lớp đất thó mà mình đã được làm nhuyễn ra rồi. Vâng. Đấy, và mình hòa và mình sẽ lót vào mình sẽ hòm vào trong bức tượng. Và khi mà mình mà hòm rồi thì sau một ngày ấy thì nó khô thì chúng ta lại sử dụng giấy ráp để chúng ta đánh làm nhẵn cái lớp vóc này. Tức là cái lớp vóc này sẽ làm khoảng độ mấy lớp ấy? Cái lớp vóc này thì chúng ta sẽ làm thường là từ 3 cho đến 4 lượt là nó sẽ đảm bảo được cái vóc là nó sẽ nhẵn. Mỗi một lượt thì khoảng mấy ngày thì nó khô ạ? Mỗi một lượt thì mình sẽ tính ra là khoảng 2 ngày thì nó sẽ khô, một ngày làm và một ngày chờ khô. Đấy. Thì sau khi mình làm 4 lượt mà làm lót xong rồi ấy thì đến cái lượt thứ tư là mình lại sử dụng cái sơn là sơn sống nguyên chất để mình sẽ lại làm một cái lớp ở lớp ngoài để được. Đấy. Và mỗi một lượt là mình phải đánh giấy ráp. Thế sau khi mà cái lượt thứ năm là mình sử dụng cái sơn sống mình nót là phủ lên trên cái lớp nót rồi ấy thì mình lại phải chờ khô, sau đó mình mới lại đánh nhẵn, đúng không? Sau khi mình đánh nhẵn rồi ấy, thì đây là một cái bước tượng mà mình đã chuyển qua cái bước là bước thứ tư rồi. Thì mình lại sử dụng là sơn là mình sẽ sử dụng sơn chín. Sơn chín là gì? Là đã là được là sử dụng sơn sống cộng với cả cái nhựa thông, thành phần là nhựa thông để mình hòa để mình đánh nhuyễn ra thì nó tạo ra cái sơn chín. Kết hợp với cả dầu hỏa thì mình làm loãng cái thành phần sơn ra và mình lại thực hiện qua 4 chu trình lót nữa. Thì lót thì mỗi một lần lót mình lại phải chờ khô, sau đó mình đánh giấy ráp. Đánh giấy ráp nước xong cái mình lại lót, xong mình lại lót, tức là nó phải trải qua 4 lần. Thì sau khi mà mình đã làm nó được 4 lần mà đảm bảo được cái vóc này nó sẽ rất là nhẵn bóng và mọng rồi. Ví dụ như ở đây này, ví dụ như là bạn quay vào cái chỗ này này. Cái phần này là cái phần mà khi mình làm nót mà bây giờ nó vóc bóng chưa, soi gương bóng được này. Luôn. Nếu chỗ nào mà chưa nhẵn thì mình lại phải làm tiếp. Làm cho bao giờ đến nhẵn thì thôi. Vâng. Đúng không ạ? Đấy, thì cho nên cái khâu làm vóc vô cùng quan trọng. Đấy, và cái thời gian để mình làm là cái thời gian nó phải kéo dài, đúng không? Đấy, thì mất cái này nhiều. Thì mỗi một lớp thì là lại mất mấy ngày khô? Nó lại vẫn mất là 2 ngày. Vâng. Đấy, vẫn mất là 2 ngày. Đấy, thì sau khi mà mình đã làm xong vóc 4 lần rồi đến 5 lần rồi thì mình lại tiếp theo đến là một bước là chúng ta là đến nước cầm.
Thế khi mà chúng ta cầm thì chúng ta sử dụng sơn là chúng ta sử dụng sơn là sơn nguyên chất, đấy, sơn chín nhưng mà lại là sơn nguyên chất, đấy, và mình sẽ cầm lên trên bề mặt đấy, của bức tượng. Thế sau khi mình cầm ấy thì với cái sơn là sơn ta chín ấy thì nó khô ấy, thì nó rất phụ thuộc vào vấn đề môi trường, thì nó cần là khô tự nhiên và ở trong một cái môi trường có độ ẩm cao. Đấy, cho nên là khi mình cầm ấy thì mình phải bố trí một cái không gian, một cái phòng để mà nó luôn luôn duy trì được một cái độ ẩm cao. Thì như các cụ ngày xưa ấy, thì để mà tạo độ ẩm ấy thì là hay là sử dụng các cái vật liệu như là chăn này, xong đó là ngấm nước này, xong rồi quây chung quanh cái vật mà mình cần làm để đảm bảo được là cái độ ẩm của cái lớp sơn là khô một cách tự nhiên. Đấy, thế nhưng mà theo cái công nghệ hiện đại bây giờ ấy, thì cũng có nhiều các cái công nghệ để tạo độ ẩm trong môi trường, thì nó có các cái thiết bị để tạo độ ẩm thì luôn luôn để giữ cho cái môi trường ấy, trong cái phòng đấy là có một cái độ ẩm mà như mong muốn. Đấy, thì mình sẽ không cần phải sử dụng chăn như ngày xưa các cụ mà thấm nước nữa. Cái công đoạn mà mình tô lý thì mỗi một lần, mỗi một quy trình mà tô lý, mỗi một lượt mà tô lý thì mình sẽ phải để cho sơn nó khô. Khô thì cái thời gian giữa mỗi một lần ấy thì nó sẽ là từ 10 giờ cho đến là 24 giờ. Đấy. Thì nó sẽ tùy vào từng nhiệt độ môi trường thì mình sẽ căn giờ. Và căn giờ thì cũng phải là theo các cụ ngày xưa ấy, là cũng phải bằng các cái kinh nghiệm. Đấy, là cũng phải thử tay chạm vào cái sơn xem nó khô ở mức độ nào rồi thì mình mới làm. Và xe đi rồi thì lúc thì bắt đầu mình mới lại sử dụng bạc ấy, là bạc vị nhá, sử dụng bạc vị. Đấy, là mình sẽ dán lên trên cái lớp cầm, và sau khi mình cầm xong ấy, mình lại phủ, mình lại sử dụng cái banh để mình quét để các cái lớp bạc đấy là nó sẽ hòa tan vào lớp sơn cầm. Và mình lại tiếp tục mình chờ cho đến là 5 ngày cho đến 7 ngày để cho cái lớp sơn cầm ở trong ấy là nó khô hoàn toàn. Thì lúc ấy bắt đầu chúng ta mới thực hiện là các cái lớp sơn thí ở bên ngoài. Cái lớp sơn thí thì là gì? Chúng ta là thí các lớp sơn là cũng là sơn chín, nhưng mà mình được hòa loãng ấy. Và tùy vào cái màu mà chúng ta mong muốn là ở màu là ở bên ngoài là màu gì, ví dụ như là màu vàng đậm hay màu vàng nhạt, hay là màu nâu trầm giống như các đây là lớp ngoài cùng rồi đúng không? Đây là một cái lớp màu là lớp ngoài, nhưng mà tùy vào các cái màu chúng ta mong muốn để chúng ta sẽ phủ là nhiều nước hay là ít nước thì nó sẽ ra các cái màu khác nhau. Đấy, sau khi mà mình đã phủ được xong các lớp thí ở bên ngoài rồi ấy, thì khi mà khô thì chúng ta sẽ lại sử dụng một cái lớp nữa, nó gọi là lớp sơn bóng trong suốt mà nó có cái độ cứng cao, thì mình sẽ phủ ra bên ngoài để nó sẽ là bảo vệ, tránh, đúng không? Bảo vệ là tránh các cái vấn đề về môi trường cũng như là sự va chạm đấy, để nó không bị ảnh hưởng đến cái sản phẩm đấy. Và với một cái quy trình của làng nghề sơn đồng truyền thống như ấy thì cái tuổi mà có thể duy trì cái màu ấy thì có thể lên đến hàng trăm năm.